vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn à. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước đi. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Lên chiếc xe. Trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả? Xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh á, anh lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt. Chút xíu cái nó tắt. Không phải anh. Mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ đó. Ờ, mặt mới lạnh luôn á anh. Mặt mới lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc đây. Lúc đây chạy vô nhà tư luôn. Lúc đó anh đi sao? Mồ hôi anh nó đổ. Đâu à, em sợ quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh, mình rước xe vậy rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à. Là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể, tại mẹ năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi, cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh. Thì chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á mới đổi anh về dành cho em á, rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. À dạ em mặc ảnh luôn. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới quay đúng không? Dưới nhà sang đúng không? Dạ thì đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. À, em tên là Phạm Đình Sang, năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp em là bên san lấp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề san lấp mặt bằng. À, còn đây là vợ em. Em xin chào quý vị khán giả trường quay, xin kính chào chị Hồng Dân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi, về quê chồng em là ở Đức Huệ Long An, đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành bất động sản. Chồng em thì sang lớp mặt bằng, em thì bất động sản. Như là sang xong rồi chia nền, sang xong chia lô là vợ bán luôn đúng không? Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần anh đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu nè. Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn bốn phương á. Mà đầu tiên bà chặn lắm. Điện báo bắt máy. Nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cực rồi. Em cũng khó chịu lắm bà này. Chặn á thôi chắc chia tay sớm á. Chưa biết gì đâu, điện kiểu không tôn trọng á anh. Cách đây bao lâu em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi hả? Vậy là mới cưới? Dạ. Trời ơi. Chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm anh chị. Gọi điện không bắt máy. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em á, thấy ghiền liền anh. Và đẹp quá mà. Thích. Cái em mới để thời gian sau khoảng từng lễ sau em mới gọi lại là khúc này rồi bà mất máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Đó thứ ba mấy giờ sáng rồi. Tại vì một ngày đó em nhận là 70 mấy cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái nên hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hồng Dân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào á hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn á. Gọi lần một rồi lần hai á là em đi tiếp nhận, là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi, anh nói chuyện vài phút thôi, tại vì chia sẻ về cái gì tâm tư của ảnh. Thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh. Còn là em... vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. Em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó làm sao? Em là ra ngoài Hà Nội là sắp đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký đi Nhật mà em chưa kịp. Thì lúc đó là anh Sang mới gọi cuộc tiếp chuyện điện thoại. Thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày á. Vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Là em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn rồi. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Là em nói đòi tính tết rồi đó. Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó rủ là tại vì lâu quá. Em nói rồi. Rồi gặp kiểu này là thôi rồi. Chắc mà là... Mà sao em không quay trở về Long An rồi? Em quay về. Quay về em chuẩn bị đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bà nói bà về. Về chuẩn bị xong điện bà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba thì xuống tới chỗ rước về. Coi như lần thứ ba em mới gặp được vợ em. Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao? Em nhớ là ảnh lấy xe con ảnh đón em cũng chào anh rồi này kia nha, ảnh cũng chào mà ảnh không có dám nhìn em, ảnh không dám nhìn mặt mà thẳng vào mặt em. Đẹp không dám cái nhìn, em nó không làm như bộ đẹp yếu đi chảnh chảnh với mình lên thì sao á nha. Cái em hỏi chứ anh có giận em không, cái nó không có gì không có giận. Cái xong hết trơn đi lên chiếc xe, trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả, xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh á anh, lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt, chút xíu cái nó tắt. Không phải anh, mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ quá đó. Rồi, mình bật máy lạnh luôn á anh, bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc đây. Lúc đây chạy vô nhà tư luôn. Lúc đó anh biết sao, mồ hôi anh nó đổ. Đâu em sợ quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh, còn mình rước xe vậy đó rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Nó trời em giái luôn, nó tự giái ông bà giái ở bên mình đổ máy, để em đề cháy cái máy đề luôn, em đề khoảng là 35 cái nó mới nổ máy.
nổ con cái là chạy chạy về tới nhà luôn, hên quá trời quá. Từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa. Em mua xe mới luôn. Em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy anh cũng tót cái mồ hôi, anh cũng nhiệt tình đi đón em, rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa nó hành hoành hành anh á. Em thấy giống như là anh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Thì khi mà đi trên đường về á thì anh chở em về nhà gặp mẹ anh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à. Là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể, tại mẹ anh năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi, cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh. Chỉ chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á, mới đầu anh về dành cho em hay là đầu của em mặc mấy ngày á, anh gom ra hết tất bật, làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lận. Anh lo những cái từ ly từ tí là anh về anh tự anh giặt tay đó. Em về em thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em, nên là em ấn tượng là ấn tượng đó là kết kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh hỏi thiệt nghe Sang, cái đó là em làm thật lòng hay là thật lòng. Em làm màu? Dạ thật lòng. Cái gì em cũng biết đó. Vợ em chăm sóc từ A tới Z. Móng tay khó như thế này em còn làm được mà. À về cái móng tay của em dạ, cái móng hôm tay nay là chuẩn bị cho vợ một bộ như tay là, để như lên. Là em đi tiệm, em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày. Cái anh học lớn, cái bảo anh về anh bắt trước cái anh đi mua nước sơn, mua cọ về vẽ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày, gần tuần, gần có tuần á anh. Về cái em rủ trước. Em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. À dạ, em mừng anh luôn. Cái không gian, những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là như là cái thật ở trong đó đó. Hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi. Rồi gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà Sang đúng không? Dạ, thì đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Đến. Vô Thảo có tắm cho Sang không? Có. Dạ không có, mới vừa vô cũng ngại lắm anh. Sửng sốt lâu quá rồi mình thấy kỳ cứ thấy hơi ngại. Hôm đó em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như thế nào? Khó tả lắm luôn. Tắm trong nó lăn tại nhà mình nữa. Dạ, nó lăn mình luôn, kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm mình. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng. Dạ. Nói chung là hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99%, kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy đó. Đừng nói nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nốt ruồi nó mọc chỗ ấy á, chỗ kính á, giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy mọc, vợ em mấy mọc giống y chang hết luôn. Trời đất ơi, hay vậy. Ấn tượng luôn á anh, làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người tay em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi nào. Dạ. Sau đó là tới Sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dĩ dạng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bóng ai thập thoáng dưới trăng, có phải anh giải phóng quân về thăm xóm nhỏ, để nhớ lại ngày nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bom bo sống giữa căm hờn. Quá em ơi, hay quá. Anh ôi, rất mê cái câu này của cô vợ em hát mà em nổi óc luôn anh. À, thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ, mà trời ơi bữa nay em nghe trời ơi nghe là cái làn hơi này. Ôi hay quá em ơi. Hôm nay về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy hai giải rồi. Một hai giải rồi hả? Cái gì hay chồng xuân ca vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em đây là Khang Tiến, em cũng bên cường cổ hơi dài lên một câu thôi. Người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Bây giờ em hôm nay em bị bệnh. Không sao cả, rồi. Ngày hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi, cho cho nó coi. Yo. Thôi Thảo ơi, đừng gọi tên Sang nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa thêm. Vì lắc nữa đây vừa hai ta mà được một phút đời diệu duyên, thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đường để làm gì rồi tính cũng biệt ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rầm quá, trời quá. Ơi cái cặp bờ dòng này phải tham gia ơi chương trình chuông vàng vòng cổ đi. Dạ ơi, hôm nay em hát đủ luôn, nhờ anh với chị.
Trời ơi, hay quá. Nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là cái gì cũng hợp á đúng không? Từ cái giọng hát rồi cho tới cái lối sống, cho tới cái sở thích. Mà em có tật xấu vậy nè. Dạ em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà Ly hát ai cũng đồ song ca đó. Bà em sao chứ? Ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải được duy nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó. Dạ, ghen không? Ông ghen gì lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không có ghen. Em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó, em ghen về nè, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó trời em nhỏ đẹp em. Tự nhiên nó ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp á, ghen nhỏ đây đẹp. Tự nhiên cái máu em mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Trời ơi, cái em nói không được nha, em nhắc em nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha, anh không được không, với không, em. Không phải nói nhẹ nhàng đâu, mặt xỉ thôi. Thầm thứ xỉ mà thầm sự. Trời tả ghê. Sau bao lâu tụi em làm cưới? À dạ, khoảng 2 tuần rồi, không, cần cả tháng em. Cần cả tháng hả? Dạ, dạ. 1 tháng rồi. Dắt đi dưới ra mắt coi gia đình với lâu quá trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi về dưới coi có chịu rễ không? Trời hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi, bây giờ đâu chịu đâu. Ngày đầu tiên em dắt về á, cha mẹ em giống như là nhìn ảnh nó hả, nói chung là chịu liền. Kêu ra gấp cưới liền, ai cũng khen điếu đổ nó, thôi trời mày lấy chồng đi. Chị Hồng Giang với Quốc Thượng biết sao bị hồi xưa giờ gặp toàn là Lý Thông không à? Lý Thông. Không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh. Thật xanh đúng không? Trời ơi, thấy ghét thiệt chứ. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là ngày được mấy tháng rồi cưng? Nay cưới ngày được mấy tháng rồi? Ngày 11 tháng 6 mà làm giấy kết hôn. Mà đúng có ngày 21 tháng 7. Đến thời điểm quen nhau, thì gặp nhau ngủ chung. Đã 6 tháng? 6 tháng hơn rồi. Trời đất ơi, dài lâu. Dài hơn quá, trường kỳ. Dài. Rồi, từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à. Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao giờ mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là dẫn chở vợ theo. Bỏ lên xe bận mới lạnh để trên xe xuống có đi trên xe ra. Thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em nên là ghét rồi em về từ lúc nói em về với anh là 58 kg mà giờ là 68 kg rồi những lúc mà đi đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa. Dạ. Dạ. Nên dính người gì xàm vậy là đúng rồi. Sợ ông mất cái gì chồng hay sao mà đi chung vậy? Không phải anh, có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh nó hơi xa tí xíu cái nhà mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em phải kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ còn. Còn tắm dạ, chung? Dạ, giận, ví dụ như lâu hai đứa cãi nhau rồi nha. Mà không cho em là, không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó, em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Trời ơi, giờ sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ, dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân nữa. Em theo chờ chị hôm nay chị đẹp quá. Không nói đó. Chút mặt xì xuống là em biết khó chịu rồi. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Yeah. Ghen quá. Ghen. Lắm lúc về, khi em lớn tiếng anh. Em mà nạt á, em nạt lên cái là bà khóc. Bà khóc suốt, cái lắm bà trốn mất tiêu. Có gì đâu. Đi vòng vòng nhà hả anh, trốn nhà đi kiếm đâu được đâu. Mà trời mưa nó ác lắm, đi lội tay chân mình mẩy em sình bùng không đi kiếm. Coi có lọt kinh lọt đề gì không. Kiếm đã đời cái vô thấy em thấy tội quá tự mò vô. Tại em thấy kiếm, tại em trốn trong cái nhà kho á. Nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu á, nó cũng nhàm chán. Em nói không, lâu lâu cãi nhau một bữa rồi xong trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi này kia đi. Thiệt. Trốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia anh xuống anh lội đâu. Sao mà lọt đìa đó. Lọt đìa. Rồi còn gì nữa không? Mà mỗi khi giải hòa như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận. Năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Vui vẻ hẳn lên hiểu không? Sao chứ? Chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Mỗi lần giận là vô là giảng hòa là phải chuyện ấy cái rồi cái là tự nhiên hết mà nay đi ngủ. Mà ngủ thì có ôm ấp được không? Phải ôm chứ. Dạ. Nằm trên tay em suốt à. Tật xấu của bà là bà ghiền, bà hửa nách. Nó lâu quẹt cái hửa nó làm gì em ghiền. Em tha mà em tha như nước hoa đó anh, nước lăn á. Bà không chịu bà chửi bà đem dục đó. Em thích thiên nhiên, tự nhiên. Thiên nhiên. Nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy, nó có cái gì đặc biệt này kia, tao giống như mùi gạo mới này kia vậy đó. Rồi chắc là hết rồi. Bây giờ tới em nó thảo. Không, tật xấu của hay em là anh. Hậu đậu. Hay quên mà hậu đậu nữa. Nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi. Với lại không có ngăn nắp này kia. Chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ.
Ví dụ như em làm tới đâu em bại đâu thì chồng em dọn tới đó. Vậy đó. Vậy là thêm cái bừa bộn nữa. Đó là thêm cái bề bộn. Không thấy mà vợ khui hết. Vợ tự khui tự nhận luôn á trời. Rồi sẵn rồi nói ổng. Rồi giờ nè, tật xấu ổng có không? Có, lớn tiếng. Lớn tiếng dữ trời lắm, nóng là nóng thôi, nóng như Trương Phi luôn á. Giống như là ca hát, ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi mà ca hát mà biết thấy em mà ca hát với ai là không được đó, là về là đùng 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 lên rồi, không có cho mà hát chung với ai hết trơn á. Là mà, cũng là ghen đúng không? Dạ là cũng là ghen. Rồi xấu là nạt, đâu đâu nạt lên lớn tiếng kêu mày. Rồi cái đầu cái em nói thôi nha, được rồi nha. Cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh. Cái từ từ mình nói mình khắc phục cái anh ấy. Rồi anh hứa anh sẽ thay đổi. Đó giờ là hết luôn chưa? Giờ hết luôn rồi anh, là không có nữa. Bây giờ thì Thảo nè. Dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Nhẹ nhàng hơn, bớt nóng lại thôi. Chứ còn chuyện khác là em thấy ông xã em là hoàn hảo rồi. Như là hiểu em. Rồi sang chăm sóc. Bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu. Kỹ lưỡng lại chút, chứ đừng đi trốn em. Và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí. Em đang mong chờ. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chị nói nghe nè, em có nhậu không? Dạ có mà ít lắm. Ít lắm chị. Bỏ luôn đi, cần phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh. Hiểu dạ, không? Chứ dạ. Là không có phải là ngày nào cũng tắm không được. Dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi. Dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe, nó mạnh mà là mình phải tính, dạ, phải có kế hoạch. Chúc cho Sang với Thảo nha, luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An, tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận. Em là Thái Hồng Đức, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên IT. Dạ, xin giới thiệu. Đức. Mai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hồng Tươi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Hôm nay Hồng Vân gặp Hồng Tươi. Hồng Tươi và Hồng Đức. Dạ. Thế là hai bạn gặp nhau và yêu nhau khi nào? Đừng nói Hồng Tươi và Hồng Đức gặp nhau ở sông Hồng nha. Nếu là sông gì hết trơn à. Thôi, hai bạn gặp nhau khi nào? Cái lần đó là em đi tình nguyện thì em được làm đội trưởng tiếp sức mùa thi. Thì có một anh đó, anh giới thiệu, anh nói là có bạn nữ này á, cũng học giỏi, cũng chịu làm bên đoàn hội, và kêu vô cho làm thủ quỹ, mày có dám đưa cho vô làm không? Thì em thì nghe nói người giỏi thì em cũng khoái, giống như mình muốn biết người ta giỏi thế nào để mình học hỏi. Thì sau đó em đưa vô thì em cũng không có ấn tượng gì hết. Thì lần đó là giống như là gần kết thúc chương trình thì tụi em sẽ đi tiền trạm để cho các bạn thành viên á, sẽ được đi giống như họ chạy đi buổi sáng, dự tính là đầu giờ chiều về để em thi. Thì có một anh nhà ở Vũng Tàu thì anh mới nói thôi giờ sẵn xuống đây rồi qua nhà tao chơi. Em thì em nghĩ môn đó thì thi có thể bỏ thì lại được. Thế là em bỏ thi và sau đó em đi chơi. Thì ở đây tự nhiên cô này thì không biết lý do gì sao mà tự nhiên chạy ôm cây cột. Ủa tại sao ôm cây cột? Dạ em cũng không biết nữa. Ôm cây cột mà cũng không chịu đi nữa anh. Lúc đó ôm cây cột và kiên quyết nói là bây giờ tôi không biết bạn đi cỡ nào, bạn đi thì tôi đứng đây tôi bắt xe tôi đi về. Trời ơi. Em thấy giống như là người này cũng giống như quan tâm lo lắng vậy đó thì em mới nằng nỉ nó thôi đi về đi, môn đó thi lại đảm bảo đậu. Nhưng mà cuối cùng hôm đó em có đi không? Nó là đang ở ngoài Long Hải rồi. Nói vậy là bây giờ từ Long Hải đi qua Vũng Tàu. Thì có cuối cùng là đi đúng không? Em không đi thì em bị bỏ lại, đón xe em về mình. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu là tìm hiểu và yêu nhau? Nửa tháng sau. Nửa là tháng cái sau. Ngày mà kết thúc mà họ chạy. Thì lúc đó mới bắt đầu là yêu. Hai người là tuyên bố là đồng ý là giống như cho tìm hiểu nhau. Ủa là tuyên bố với ai? Dạ hai người tự tuyên bố với nhau. Tự hai người tuyên bố, tôi tuyên bố với bạn, bạn tuyên bố với tôi. Nhưng mà tụi em yêu nhau trong bao lâu? Bọn em yêu nhau 5 năm. 5 năm đó có sóng gió gì không? Dạ đầy sóng gió. Đây sóng gió. Sóng gió nặng nhất là cái gì? Trong lúc mà mới quen năm đầu á, thì lúc đó là vợ em là đang bị bệnh khối u đường chỉ máu ở mắt á. Thì lúc đó là tháng 3 đi khám. Thì tháng 6 thì vợ em sẽ thi tốt nghiệp và bắt buộc từ tháng 3 tháng 6 phải mổ. Và trong quá trình mổ thì có khả năng bị mù. Nên lúc đó là vợ em giống như là đang bị áp lực về cái bệnh tật. Thứ hai là giống như là không muốn sợ em khổ. Nên lúc đó tìm cách đuổi em đi và tìm cách chia tay với em. Thì lúc đó em nói với vợ là khi nào em hết bệnh á giờ em muốn nói gì thì em nói. Thì lúc đó vợ em còn học, em cũng đi học, sáng về em chở vợ đi học rồi tối em làm mỗi về thêm á. Thì lúc đó em xếp hạt xếp ngôi sao hy vọng vợ có thể hết bệnh. Thì đến lúc mà tháng 6 á thì cũng không cần mổ luôn, bệnh nó cũng hết.
mà vợ em thì lúc đó cũng thi tốt nghiệp được luôn. Xếp được bao nhiêu con hạt? Nói chung là hơn 1.000 con hạt ngôi sao nữa. Em thấy người ta làm cái chuông gió, em mới lấy cái móc đồ em xếp thành cái chữ là DHT, sau đó em mới gắn hạt với lại ngôi sao lên trên đó, em treo lên giống như cái chuông gió vậy á. Cái chữ DHT là giống như là cái tên tắt của em với vợ em. Trong cái lúc em làm điều đó có ông thần may mắn không đi ngang? Lúc đó em có biết được là chồng có xếp ngôi sao rồi xếp hạt không? Dạ không. Nói chung là lúc đó em chỉ ở nhà trọ thôi. Em ở nhà trọ rồi em đi học mà cũng rồi, ít lắm. Ừ, rồi em biết được cái câu chuyện đó khi nào? Thì em cũng gần hết bệnh rồi thì mới đem tặng cho em. Ừ. Đó. Bây giờ nếu là chị là chị sẽ nói một cái điều gì đó thiệt là lãng mạn với chồng đích ngay lúc này đó, Tươi. Chị Hồng Vân khuyên Hồng Tươi nói một cái điều đích gì đó với Hồng Đức đi. Thôi ta đứng lên cái đi, ta đứng lên đi cho nó. Dạ. Nhưng mà em rất là yêu anh. Và cái mong ước của em á là mình sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn để mình đi đến hết con đường này. Em đã hành động rồi, bây giờ nếu như cho em lời nói, em sẽ nói điều gì với vợ em? Em sẽ cố gắng giống như là những hành động gì đó để bù đắp cho vợ em trong quá trình mà thời gian gần đây. Thôi, bác sĩ đã khuyên đừng khóc. Đúng rồi. Không được khóc, thấy chưa? Để tôi khóc. Thôi khóc đi, ngồi đó khóc đi. Mẹ em khóc đây. Thôi, anh thấy ghét không? Dạ, cảm ơn. Dạ, ngồi chị. Ngồi đi, em ngồi đi. Thôi bây giờ mình tới tiết mục khác đi ha quý vị nha. Nãy giờ mẹ em khóc rồi đó. Nãy giờ lãng mạn quá rồi, bây giờ đến cái đến cái phần mà là không lãng mạn. Đó là chặt chém nhau. Hả? Nói xấu về nhau đi. Hả? Thôi giờ Đức nói đi Đức. Em khui đi. Bà xã em nè, Hồng Tươi nè, cưới nhau về rồi thấy có cái gì nó héo không? Dạ. Trời ơi, người ta gì mà người ta héo? Không phải héo đi là thay vì cái tính mà nó héo á. Ẩn dụ á, ẩn dụ á. Tại vì đang chơi chữ Tươi mới héo. Kể đi, nói gì kể đi. Dạ em thì có cái là ngủ hay ngủ nhiều. Đúng rồi, mỏi mắt cho người ta ngủ đi. Nhưng mà đôi khi mà lúc mà con thức á, thì hai vợ chồng dành nhau ngủ thì, tại vì hai vợ chồng em kinh nghiệm để chăm sóc con á, thì cũng chưa có, thì cái thời gian mà con nó quấy á, đùi khuya thì hai vợ chồng lúc nào đi làm cũng mệt, thì hai vợ chồng dành nhau ngủ. Thì cái nữa đó em mệt quá, em dành không được, cái em quay qua cái em thấy vợ em ngủ luôn, thì lúc đó em dỗ, nhưng mà lần sau á thì con khóc thì em cũng chơi chiêu, em trốn ra ngoài em ngủ, bỏ cho vợ em dỗ lại. Trời ơi, thương vợ nghe. Ủa vậy cái đó không phải thằng xấu của vợ đâu. Nhưng mà không? Con em thì nó mến em á, nên thường là mỗi lần nó khóc cái em phải bồng đi, giờ vợ đi dỗ. Thì vợ em thì ngủ nhiều hơn. À, tức là có một sự ganh tị nhẹ đó. Em hỏi anh chị nè, em trung bình ngủ một ngày á là khoảng 5 tiếng mấy đến 6 tiếng thì có nhiều lắm không? Không. Đó. Thì tại vì chồng em lo ngủ đâu có thấy thời gian em thức đâu. Con nó chơi tới 12 giờ là em thức 3 tiếng rồi. Lúc đó em mệt thì em đi ngủ. Tại nói em ngủ nhiều. Nghe chưa Dạ. Đó. Có nghĩa là giờ tật xấu của chồng cũng nó ham ngủ luôn. Dạ chồng. Bây giờ nó nhiêu tuổi rồi? Dạ nó mới hơn 1 tuổi xíu. À, theo bà lắm đúng không? Dạ. Nghĩa là ông không làm gì hết trơn hả? Dạ đi làm về là xong, giống như là gọi là cơm để sẵn rồi, sáng đi mà có cái chai nước thì chị hai cũng làm sẵn luôn. Không biết tự chăm sóc mình thì cứ nghĩ là lên ngồi chơi với con là chăm con rồi đó. Nó tính mà thời gian mà ngồi với con, ngủ với con cũng tính nữa. Nó gọi là chăm con. Có nghĩa là ổng khoái ngủ lắm đúng không? Dạ. Khi mà con ngủ rồi ổng không làm gì luôn hả? Dạ. Đôi khi không đi tắm nữa. Không làm gì luôn hả? Không làm gì luôn hả Đức? Dạ không, đi làm về mệt quá anh. Rồi giống như là không biết gì nữa, không làm gì luôn á. Dạ. Đôi khi ngủ rồi vợ em nói ba dỗ con ngủ mà con chưa ngủ mà ba ngủ mất tiêu rồi. Không làm gì luôn hả? Dạ không. Ủa vậy là có em bé trong mơ à? Dạ, dạ có em bé là trước đó chị. Mình làm ở khung giờ khác. Ví dụ như là 8 là trước khi ngủ. Trời ơi, ta nhấn cái chữ không làm gì hả mà tới 8 lần. Bà vợ hiểu mà không hiểu. Dễ thương quá. Rồi sao nữa? Rồi hồi nãy đang ai kể ai cả? Giờ không, em này kể xấu, đang tôi xấu đang gì kể nữa, xấu gì nữa. Không chịu làm gì kể cả chuyện đó. Dạ đúng rồi. Nói chung là làm những cái chuyện linh tinh gì đó, chứ không có bao giờ mà phụ mẹ hoặc là phụ vợ, cứ tới giờ là đi ngủ hoặc là cái lên công đó. Việc IT của em nó áp lực nhiều lắm Đức. Dạ đôi khi thì cũng hơi mệt ha. Do gia đình em có chuyện buồn, giống như là dạ, em mất đi một cái niềm tin, giống như là bây giờ đầu óc đang bị căng thẳng lắm, đôi khi về em muốn bỏ hết mọi chuyện luôn. Nhưng mà bây giờ em là trụ cột nên nói chung là về em chỉ biết ngủ cho qua chuyện thôi. Rồi, anh hiểu. Dạ.
Được rồi, thực ra cái chuyện của tụi em á, theo chị là trong thời điểm này hai vợ chồng đều phải thông cảm với nhau. Ví dụ như trong thời gian này chồng em đã nói rồi đó, đang bị cú sốc như vậy, thêm cái người mà dân làm IT cái đầu nó hay bị, tức là bị nặng cái đầu lắm. Rồi thêm hai ba cái nặng rồi thì đúng là chỉ muốn quên đi bằng cách là ngủ thôi. Và cũng lúc nào cũng thiếu ngủ, thực sự mà nói là như vậy. Đó, thì cái đó là về phía vợ thông cảm chồng. Còn chồng á, thì cái người phụ nữ ta không cần cái gì lớn lao đâu em. Trước khi em đi ngủ, em làm một cái hành động gì đó hoặc một cái câu nói gì đó để cho vợ em cảm thấy rằng cái giấc ngủ đó vô cùng quan trọng với em. Nhưng mà vợ em cảm thấy ngọt ngào là anh đi ngủ vậy chứ anh cũng đau xót lắm khi mà em chưa ngủ được. Ý là như vậy, em hiểu ấy chị không? Dạ. Để cho vợ em cảm thấy là luôn luôn mình được quan tâm, luôn luôn được chồng chia sẻ với mình. Ok. Nha. Hai đứa cố gắng đi. Xin chúc các em luôn luôn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh chị. Hai chồng sao mà phu thê dữ vậy trời. Giống như là sinh ra để thiệt cho đúng. Nhau hay sao á, thiệt á. Sao giống như là hai anh em vậy? Thiệt có hai cái má phúng phính giống nhau á. Nói nghe nè. Cái cặp này giống nhau quá. Giống lắm luôn á. Nói nghe nè, có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ, nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Giống lắm luôn á, sao lạ lùng vậy trời. Chào mừng hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình hai vợ chồng son. Hai trong một. Hai trong một. Đó. Hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình vợ chồng son. Nha. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình vợ chồng son. Con tên là Trương Diệu Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là con là nhân viên kế toán. Kế toán. Chào Tân. Rồi tới con. Dạ, Từ. Từ hả? Dạ, Diệu Từ. Diệu Từ. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Dạ. Tuấn, Từ. Dạ. Tuấn, Từ, Thuận. Hả? À. Tuấn, dẫn tờ không ạ? À. Tuấn, Từ, Tuấn, Thuận. À. Từ, Thuận. À, ba tờ. Dạ. Ủa nó nghe nè, con lái xe gì? Dạ, con lái xe du lịch. Thế hả? À, dạ. Chắc đi thường xuyên nghe, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng xe rồi. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Đúng, nhiều. Dạ, đúng chắc rồi. Mình này chắc ghen lắm không? Dạ. Thôi con không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu. Ừ. Hỏi sâu ha. Đúng rồi. Bây giờ Tuấn Từ. Sao gặp nhau được ta? Kể nghe coi. Đoán nữa. Hồi không đoán đâu ơi. Đoán chặt lất hoài, suối hoài. Suối sâu mà mắng vô mặt tôi. Ừ, tôi đoán sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của cô này nó lái. Lái xe thấy gặp thấy... lái xe tự nhiên coi như nó bước lên xe cái trời mình quá vậy, sao giống em mình quá vậy, sao giống mình quá vậy hả. Rồi hai nhỏ kia cũng hả, sao cho tài xế giống mình y chang vậy. Để ý tâm nhau. Sự với nhau, tâm sự với nhau, để ý nhau sau cái chuyến xe đó, để ý nhau. Rồi. Đúng không, đúng không? Dạ không. Dạ. Hai chị em mình không có dính gì. Làm thầy bói được. Rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ, dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2, xong rồi bẵng đi 10 năm, không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á, xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Ảnh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt. Cái xong con mới trả lời tin nhắn, cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau, thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi. Ủa Tuấn, giờ chú hỏi con nè, ủa sao con lại gặp cô này của bạn cũ lại nhắn tin coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình trạng của con như thế nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì đang lái xe, đang đi công tác. Nhưng mà chú hỏi nè, con nhắn cho nhiều người cùng một lúc hay là con chỉ nhắn cho một mình cổ thôi? Mình ơn bé Từ thôi. Nhắn cho mình ơn. Mà lý do gì mà con lại thả tin nhắn nhiều đến như vậy trong khi người ta chỉ có tin con nói? Ông lúc đó thì đang chạy lấy xe mà đang ngồi đợi khách thì con lướt Facebook á, con thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen, bạn cũ thì mới vô mình mới thả tim. Rồi mình nhắn comment lên. Thì bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. Hả? Đúng luôn á. Nhưng mà lúc đó con có bồ chưa? Dạ chưa. Lúc không con chưa có bồ. Dạ. Còn Từ thì sao? Dạ lúc đó con cũng chưa có bồ. Kiểu là con lúc đó con cũng không có tin vô cái chuyện tình yêu á. Cho nên là ai nhắn tin nhắn thích thì trả lời, không thích thì thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà bữa đó con buồn gì mà không trả lời Tuấn vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện xảy ra trong công ty. Cái con ép. Dạ đúng rồi. Con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách
Chắc bằng 1/3 bây giờ. Xong rồi hay đánh lộn trong trường. Rồi hay bị mời xuống bàn giám thị. Cá mà, biệt đó, kiểu dạ, đúng cá rồi, biệt đó không? Hay gặp chung với nhau, với bạn giám thị á, chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau, cái xong rồi ghét nhau lắm. Ngồi sau lưng bàn của con nữa. Xong rồi mỗi lần đánh lộn là đẩy cái bàn lên. Cái con nói hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không là học tới ngày quýnh lộn. Rồi hả, gặp cô chủ nhiệm con bắt kèm học thêm nữa. Cái con ghét con đâu có kèm đâu. Con cứ hả, mỗi lần chỉ bài á là con cầm cái giấy con đánh vô đầu. Sao ngu quá vậy? Chỉ bài không hiểu hả? Trời ơi sao tội nghiệp, ông bà con ba đời quá vậy không biết nữa. Có nghĩa là trời, ông bà mình nói ghét của nào trời trao của nó là đúng luôn. Ồ thiệt. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét lắm. Trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Ừ. Tại cô Hồng Vân biết không, lúc đó là hà chồng con trong đội tuyển á, hà điền kinh của trường á. Cái xong mà được thầy thể dục thương á, cái lúc nào hà cũng chảnh chẹ đúng không? Chảnh chẹ. Con ghét lắm. Mà không phải là ảnh không chịu học không được nha, mà cái kiểu là trong giờ học á thì cứ bắt đầu hà lấy đồ giật tóc con, đánh phá. Con phá. Mà ghét cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc đó Tuấn ghét nhỏ này hay thích nhỏ này mà chọc người ta vậy? Dạ. Chắc khoái đúng không? Không có, tại trong lớp, trong trường mà mình đi mình chọc hết người này tới người kia vậy. Vậy đó hả? Chọc dạo vậy đó hả? Thầy ổng cá biệt. Ổng cá biệt. Nhìn kỹ thì ổng giống như trai em vậy đó. Đúng không? Ổng giống như trai anh vậy đó. Bây giờ em hình dung cái cảnh nhỏ ngồi siêng năng học thì... Đúng rồi đó cô Hồng Vân. Đúng không? Đúng y chang luôn. Mà không đánh lại nó. Đúng rồi. Nó giỏi đánh lộn quá mà làm sao mình dám làm gì nó đúng không? Lúc đó là con chỉ đứng tới nách của ảnh thôi đó. Thấy chưa? Trời ơi, đánh lộn quá mà. Cho nên anh nói nè, cho nên chú nói nè, sau khi gặp lại anh nhìn thấy cô gái này. Dạ. Có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, đúng gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ lúc đó tại vì do mình lướt mình thấy hình thì nó cũng dễ thương, lúc đó mình chưa có người yêu nữa. Thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao hôm nay từ mặn mà vậy. Mặn mà đâu, đậm đà. Đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi ủa đậm đà là sao anh? Cái nói chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi, con nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hả, kêu cho nước mắm gì. Khen ta là nước mắm á trời. Kỳ cục ghê luôn. Thật sự luôn, ông Tuấn này thiệt á. Cũng may đó nghe, ổng không có so sánh con á, là coi như là giống như chai dầu ăn á. Không, lúc đó con ốm lắm chú Quốc Thuận, lúc đó con có 57kg còn bây giờ con tới 67-68kg lận. Là từ lúc quen ảnh là lên ký đều đều luôn. Rồi bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nè, sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ, đúng ngoài rồi. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, một cái thằng mà nó hay nắm đầu con hồi đó đó, thì con thấy con thấy ảnh có gì có thay đổi không? Và có ấn tượng gì cái thằng mà nó hay giật đầu con mình sợ không? Bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm, còn bây giờ á bự ơi là bự luôn. Xong rồi á hai con sợ tôi chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con mấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy, nói chuyện dễ thương hiền khô à. Cái xong rồi kêu ảnh hello em chào anh, lâu quá không gặp. Cái xong á ảnh cũng cười không mà không nói gì hết trơn á. Rồi xong rồi sau đó là coi như sau cái lần đó là coi như quyết định là cua bằng được thì thôi đúng không Tuấn? Lúc đó thì con nói chuyện bình thường thôi, thấy cũng nói chuyện cũng hợp ở trên tin nhắn rồi. Thì ra mình hẹn hò nhau, mình hẹn cà phê vài lần thì cũng thấy nói chuyện cũng thấy có vẻ hay. Hợp trúng cái gu của mình đang muốn kiếm. Cho nên quyết định cua luôn. Dạ, cua nhỏ bạn. Cua nhỏ bạn. Nhưng mà khó không Tân? Khó. Dạ, cũng nó khó cũng khó mà cũng dễ mà. Đâu cua kiểu nào bây giờ, chiến lược của con là con cua kiểu nào? Con chia sẻ coi. Thì con cũng nói chuyện rồi mà mình hiểu được cái tâm lý của chị á. Mình có đón đúng vô cái tâm lý của chị. Xong rồi bị chị bị siêu lòng. Rồi lâu đó. Ngày cái là nó sao con sơ hở gì vậy cho ta nắm tâm lý vậy? Cô Hồng Vân chú Thịnh biết sao không? Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều chở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoại trừ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn. Con không đi đâu được hết trơn á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong rồi ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong rồi chở con về. Như vậy là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh. Cái chiến lược bảo cho, bọc thì đã thiệt cho đi không, đó lúc chứ. Đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi
ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi này nọ. Lợi dụng nó đúng không? Không, không có lợi dụng, mình có tương tác, không có lợi dụng. Bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? Chắc cũng 2-3 tháng con mới bắt đầu siêu lòng nhiều. Là chỉ là thích thôi, xong rồi thương rồi sau này mới yêu. Chú hỏi thật lòng, con có nhớ là cái câu nói ngày xưa con nói là là ai xui là ba đời mới lấy cái thằng này, con quên nhớ luôn đó chú Quốc Thịnh. Xong rồi tới lúc mà con gặp lại bạn của con á, là cũng chơi chung với ảnh luôn á, là bắt đầu bạn con chọc đó, mày thấy chưa, hồi đó mày nói hả xui ba đời lấy chúng ổng, bây giờ mày lấy rồi đó, mày sáng mắt mày chưa. Coi như là lúc mà gặp là quên câu đó rồi. Bây giờ nè khi bắt đầu mà tụi con yêu nhau rồi là sau 4-5 tháng sau đúng không? Dạ không. Là con mới yêu bạn này. À đúng rồi. Đúng không? Là con mới có cảm tình với bạn này. Ừ. Là lúc đó là con có cho bạn ấy nắm tay hay là có cho bạn hung con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á, trời ơi cái bụng mở bóp đã lắm, bóp tưng. Tức là sau khi mà 3-4 tháng mà bắt đầu khi con đã cảm thấy con yêu rồi lâu rồi con ôm luôn á, hay là không mới cái gặp ngày đầu luôn. Tiên con gặp là con đã ôm luôn à, là ba khoái luôn rồi đó. Sao mà khó khăn dữ vậy ta? Vậy mà vẫn chưa yêu người ta nữa? Dạ không, yêu nó khác, mình quen mình kia là thích đúng không? Đúng rồi, thích, mình chỉ thích thôi. Thích bụng bự cho nên ôm vậy đó. Rồi bây giờ thích nè, rồi ôm cái bụng bự, rồi lúc yêu rồi thì là ôm cái gì? Mình ôm tới những cái bộ phận khác trên cơ thể. Rồi lúc đó có cho người ta hung không hay sao? Mình phải hung xong rồi mình mới tiến xa hơn. Nhưng mà nè, Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Tức là nó phải có một cái động thái, nó phải có một hành động. Lúc mà mình con hẹn gặp cô ấy rồi là khoảng 2 tuần sau, là con đã lúc đó đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết lần mà mình về, lúc mà con chạy xe về á, con nói tối con về con cũng sẽ gặp. Thì tối con về tới thành phố, vô tình về tới thành phố bị kẹt xe quá, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra. Thì ra đó khoảng tầm 11, qua nhà bạn rồi khoảng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ. Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh. Như là ông qua giờ Linh đó. Trời ơi sao mà chị em với nhau. Trời ơi 50 năm sau là chắc có lẽ là như là ta, hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi. Nói một lượt á. Mở mở ra cái nói một lượt á. Rồi. Sao con? Qua rồi. Ngày mới đúng không? Đúng rồi, đúng cái ngày, tại vì con thấy cái ngày 30 tháng 3 nó đẹp hơn. Là 29 đúng không? Ngày 30 đẹp hơn ngày 29 đúng không? Cô gái mà phải chọn số nữa chị. Rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ, dính liền. Chịu liền luôn đúng không? Đâu đâu. Rồi, vậy là hên rồi. Chú muốn biết là con tỏ tình sao, con nói sao? Thì con cũng nói... sau một thời gian nói chuyện rồi thì thấy mình hợp nhau. Có nhiều cái nó chia sẻ được với nhau. Thì thôi, từ làm bạn gái Tuấn nha. Lúc đó con lấy chiếc nhẫn trong túi ra nữa, chuẩn bị sẵn rồi. Con quỳ xuống rồi con làm tỏ tình thôi. Chị bị siêu liền. Siêu liền, có đeo nhẫn luôn không? Dạ đeo luôn chứ. Bây giờ cái nhẫn nó còn không? Dạ còn. Nhưng mà giờ mập quá đeo hết vừa. Rồi sao? Rồi có hung nhau cái nhẹ không? Hung đậm không? Hung đậm không? Không nhẹ thôi. Hung đậm. Cũng đang ngại. Lúc đó còn nhát lắm chú Quốc Thần. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Thường là bạn bè hay khắc khẩu hay gây nhau có lắm. Có cãi lộn không? Dạ bạn có, bè thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay, chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Xong rồi hả, nói chung là làm mấy cái chuyện khùng điên cũng có nữa. Khùng điên là sao? Giống như bữa đó con đi làm về, xong rồi tới 10 giờ tối, gần 11 giờ. Cái nói anh ơi, em buồn quá, anh chở em ra Vũng Tàu chơi đi. Chứ xong chở con ra Vũng Tàu thiệt. Cái ra tới ngoài 3 giờ sáng cái tụi con đi vô mini stop ăn uống xong rồi. Tới 6 giờ sáng tụi con đi ăn bánh khọt xong tụi con đi về. Chà hai đứa này nó bận dữ chị một. Thì đó. Bận quá đó, chị ơi. Đó. Ra nó hưởng thụ ghê. Trời ơi vậy đó, hai đứa đi xe máy chở nhau đi. Dạ 6 giờ sáng hôm sau cái tới 7 giờ con đi làm. Trời ơi không công nhận khùng điên thiệt, cả một đêm không ngủ luôn. Dạ đúng là một đêm không thật ngủ luôn. Sao phải ăn hải sản hay sao? Vô mini stop giống như Sài Gòn đó, có. 3 giờ sáng lúc đó không ai bán hết chú Quốc Thuận. Thì đó, bởi vậy nhưng mà còn ăn bánh khọt cho bằng được rồi mới về. Rồi sao còn chuyện cùng điên gì nữa không? Đi làm bữa đó có ngủ gật không? Dạ không. Mà ông này ông lấy xe mà ông dám thức nguyên một đêm vậy đó. Dạ qua mai con nghỉ luôn chứ.
Tại vì lái đâu có nổi nữa hả? Rồi bây giờ nè, có những cái chuyện mà khùng điên nào mà trong cái hoàn cảnh là hai đứa chia tay chưa chưa? Chia tay dạ có, có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Và đợt này chia tay lâu lắm, anh không nhắn tin làm quà. Cái con mới tức quá, mà con cũng không có thích là Hà phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm. Hà con lấy dao lam á, con gạch lên tay. Mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa, giải cũng không có được, cho nên gạch chấm ra. Cái xong máu nó cũng dĩ tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi. Cái bạn con á, Hà chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tới lúc đó, khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy rạch tay, thấy rạch dữ lắm, mà sao vậy, cái chấm như mũi chích vậy. Rồi xong con sao, con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run sợ chỉ làm thiệt. Thì rồi là sao? Lúc đó con mới nhắn tin cho chị, nhắn tin chọc tức con. Rồi sao? Gửi lại cái hình cho con, nói ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê bây. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm, nói nghĩ sao vậy, tôi gạch tay gì đó để máu rỉ từ từ rồi Hà nó chảy ra rồi Hà mình mới chết được, chứ Hà gạch một lần nó chảy hết một lần rồi đâu có chửi lộn được nữa đâu. Đó xong rồi Hà ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em. Cái Hà con nói là ăn rồi, mà mới vừa Hà đặt Grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con ủa em ship gì vậy, em kêu thuốc chuột. Rồi sao? Cái là trong cái khoảng thời gian đó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nha, chứ tướng em như voi á, đặng hộp uống không có chết đâu. Trời ơi, đặc quỷ. Quỷ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chọc tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chỉ. Tức là nó chọc để cho đừng chết á, tại vì tức quá chưa tức chết quá. Được phải chửi. Phải chửi đó. 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 Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm vậy. rồi xong rồi tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới, nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy 2 năm. Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tang ở nhà. Lần thứ nhất, lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, xong rồi lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Dạ dịch. Đúng. Ví dụ dịch này thì hại nhiều lắm, dạ, hại nhiều cặp đám cưới lắm. Đúng luôn. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái. Ồ, như vậy là được 6 tháng. 6 tháng thôi. Như vậy là các con cũng đã yêu nhau rất là lâu. Dạ đúng rồi. Thời gian đúng không? Rồi giờ cưới là... vậy rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2 đi. Là sao nè, cái tính xấu nào Tuấn nói trước đi. Dạ tính xấu của cô Từ có nhiều tật xấu không? Dạ thì cứ từ từ gái cưới nhé. Xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Dạ. Ví dụ trước mắt là đã bừa bộn rồi. À. Mà con gái mà bừa bộn rồi, nhưng mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ coi, cái bừa bộn nó cái độ nó cỡ nào? Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Yeah. Thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra thì trong đó toàn rác không à. Tại đồ bác ăn xong có cái gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Mấy cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ trọng. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, gọi về cho con hỏi ủa đồ em để đâu. Trời, là con phải chạy về con lấy. Thì con nói ủa đồ của em mà sao anh biết được nằm đâu mà anh kiếm. Đó, đã bừa bộn vậy rồi. Đó, còn không chịu ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này mỗi lần mà dễ sợ, nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con ngớm bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài, con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở.
Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả, anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nghe. Rồi giờ tiếp tục đi con. Đó. Còn tính xấu nào nữa không con? Cũng hay cằn nhằn. Cũng cằn nhằn. Coi như là bà bừa bộn nè. Cằn nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm rồi. Thí dụ lề mề thôi. Rồi. Có một lần thì lúc mà chuẩn bị mình đi đám cưới á, thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Thì mà con cũng sợ, bà cằn, bà lề mề. Thì 4 giờ, 5 giờ cũng kêu bà đi chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới, con đi làm hết mấy tất cả rồi, mặc đồ, đồ xong hết, dắt xe, đồ xong hết, chỉ đợi bà ra đi thôi. Mà tới đâu hơn nửa tiếng sau nữa, lúc mà con kêu bà không biết chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì, trên nó làm gì nữa mà lâu. Bà trang điểm. Có là lề mề nè. Đó, lề mề rồi còn cái gì nữa không? Có nhây như không? Có mấy người nghe đi tắm một lần nghe là đâu nửa tiếng, một tiếng đồng hồ luôn á. Giờ vợ con là vô lịch rồi. Mà không biết cái vô trong toilet làm gì tiếng mấy mới ra. Thì là lề mề đó. Là vô có trong toilet là một tiếng đồng hồ. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây lắm. Nhây mà. Ví dụ giỡn nhây sao? Nửa đêm, nửa hôm đang ngủ 12 giờ cái tự nhiên giận đầu nhau giỡn. Giỡn gì giờ đó trời. Chọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được, cái bà chọc con rồi. Mà trong cái đó mai con nói con dặn là mai đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bà cứ 12 giờ bà chọt à. Trời ơi, tại vì bà lây con đó, ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Đừng có huông á. Đừng có huông á, cái này nó thích 12 giờ, sao qua 12 giờ kia. Đó. Rồi, là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó, nãy giờ không hớt lắm, muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Đúng nóng rồi, lắm trời ơi, con nóng mỏ lắm rồi đó. Tức ảnh đó hả, lề mề. Cô không có nghĩ đi, mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình mình tẩy tế bào chết, xong rồi mình sơ sức kem dưỡng da, mình gọi đầu, mình xả hấp dầu, rồi mình xả, nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn. Xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương là mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không, hay là râu mép rồi lông mi có rụng cọng nào chưa đó. Thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong toilet. Rồi làm biếng, ảnh rất là làm biếng đi tập gym, ngủ đi tập gym, mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm, anh lười lắm, nè anh sốt rồi nè, anh đau bụng quá anh đau đủ đầu lý do. Đủ đó. Lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi, ảnh cũng bắt chú con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ, cái bắt đầu đổ mồ hôi, kêu em ơi anh lạnh quá, anh sốt rồi, run, cái khều khều con, em lát mà anh giật á, em lấy cây kim á em chích 10 đầu ngón tay anh nha cho máu nó chảy ra coi trên bị tăng xong á. Cái xong rồi rồi con biết cái màu rồi, đói quá chắc đói mệt. Tụi biết á. Xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn. Nó xong mà tỉnh liền. Con. Cháo gà thì là cháo là có con gà, thịt gà đàng hoàng. Nảy xuống nấu cháo gói bỏ khô gà. Gọi là cháo, cháo gà đó chứ một gà, cháo gà đúng là cháo gà, cháo gà, cháo gói có con thịt khô gà là mình cháo gà. Xong con sợ ăn thịt không á là xong, không có chất xơ, con phải bỏ lá chanh vô nữa, con bỏ thêm mấy miếng ớt vô luôn ăn cho nó tỉnh đó cô Hồng. Nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con nghe. Rồi còn rồi, gì nữa nè. Có một cái tật là lúc mà chưa quen chưa có cưới á, là ảnh á mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á là em ơi em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra, mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Đó xong ông sĩ diện á. Đúng rồi, rất là lịch sự luôn. Cưới về con sáng con vô con đang đánh răng, em mở cửa gì vậy, anh đau bụng mở cửa. Cái xong con phải mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng, cứ đánh răng là anh chạy vô, Cái xong hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy? Nói mỗi lần anh nhìn em á, anh mới cảm thấy thỏa mãn. Anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi, em biến thái quá. Rồi có
tiếp đi con, tiếp đi, tiếp đi. Trời ơi, nhiều cái lắm, để con ngồi lại con kể tiếp. Lúc mà mới quen á là ảnh có nói với con á là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con 24 ngày, còn 6 ngày á là những cái ngày con rụng dâu á là sẽ không có chiều con. Xong cưới về đi tỉnh hết 2 tuần, có khi 3 tuần, còn 1 tuần á xui á rơi trúng cái ngày con rụng dâu á là nguyên tháng nó con treo mỏ luôn. Thiệt là giờ biết làm sao giờ ta. Giờ công em việc. Nó đi ờ đó, em nó đi xa rồi ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ làm sao giờ. Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò, bỏ thêm đậu hành, thêm một cái lòng đào nữa nha anh, tối nay mình về mèo 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 mèo. Là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu. Thôi vậy được rồi, tại vì do hoàn cảnh, hoàn cảnh đó, hoàn cảnh nó đẩy đưa, thấy không? Dạ đúng. Cho rồi. Nên là ảnh lại đi làm mà, đi làm mà đúng không con? Dạ. Chứ cũng mà lúc chưa cưới con không biết làm sao, lúc chưa cưới ở Sài Gòn miết luôn á, là khảo bài đủ luôn mà không biết sao đi tỉnh về, cưới về xong đi tỉnh miết luôn, không biết có trốn con không nữa. Mẹ hỏi đi. Anh trốn em không? Không. Công việc mà sao trốn. À, về cũng như là tiền bạc là kinh tế là cô ấy giữ hay sao? Dạ thì lương con cũng biết thôi. Dạ tại vì bây giờ mình trả lương qua thẻ mà nó có cái chế độ internet banking đó chú Quốc Thuận. Xong rồi mày con vô điện thoại ảnh luôn là con cài sẵn cái chế độ mà chuyển tiền tự động. Giống như ảnh lãnh lương ngày 25 đúng không? Con sẽ cài ngày 30 tự động tiền của ảnh qua thẻ con, không cần phải nhắc. Trời ơi, hay quá. Cái này chắc chị phải chỉ cái này cho con Liên nghe em. Chỉ gì vậy? Chỉ cho nó xài cái chiêu này hay mà. Trời ơi, chỉ làm gì? Trời ơi, bảo quán xuyến hết luôn á chứ. Thôi đừng có chỉ, cái chuyện của ta mà. Kỳ cục đó. Rồi, nói chứ con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ, con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe. Rồi bớt nóng tính cọc cằn. Rồi... thương vợ xíu, thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Còn con sao Tấn? Dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn. Với lại bớt hay tính con nít trẻ con. Dạ vậy thôi à. Dạ tính bừa bộn vậy thôi. Bây giờ 6 tháng này hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở chung nhà đó đúng không? Dạ. Thì là còn phải kềm chế nhiều nữa. Tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi, lòi hết tính xấu ra. Có gì lòi hết. Xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Bây giờ Tuấn nó muốn con đừng bừa bộn mà cô thấy cái đó hợp lý. Nói chung tối là... không có nói chuyện đâu cô Hồng Vân ơi. Tối về anh coi Thế Giới Động Vật không à? Khoái hả? Thì coi đó hay mà, à coi cái đó hơn thì coi mấy khác. Nhưng mà lại không có tâm sự với vợ hả? Không có nói chuyện. Hai đứa cùng coi một bộ phim nào đó rồi... Nói chung là có thể là không nói trực tiếp với nhau thì thông qua cái nội dung bộ phim đó. Ví dụ như con coi phim về tình yêu chẳng hạn. Ví dụ như đó, có những cái phim nó gọi là cái dòng phim gì đó. Cái dòng phim tình cảm á. Cái dòng phim đó đó. Mình coi phim, đừng có coi phim bộ, coi phim lẻ thôi. Tình cảm tâm lý. Cái coi, cái xong cái dụ như con muốn Tuấn cái gì á. Cái con sẽ nói, trời ơi anh ơi, đó. Cái kiểu vậy đó, em thích đó, em thích kiểu vậy đó. Ví dụ vậy, cái Tuấn nó chứ, đó. Rồi em thấy không, phụ nữ mà nó không có bừa bộn, em thấy nhìn nó khỏe ghê không? Thấy nó này đó, cái kiểu vậy đó, cái tự nhiên mình góp ý nhau từ từ đó con. Đối phương sẽ tự hiểu là bạn kia của mình muốn cái gì. Thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút lãng mạn đó con. Đi có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm vô cho nó thôi, chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Đó. Hai đứa có muốn có em bé luôn chưa? Dạ hiện tại là con chưa. Tại vì con còn ham chơi lắm, ảnh cũng ham chơi nữa. Đó. Nhưng mà trước khi mà có em bé thì chú có lời khuyên Tuấn á. Dạ. Tuấn thì chắc không có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không nhậu, bụng nước ngọt không phải bụng bia. Tuấn phải thật sự là giảm cân. Dạ. Giảm cân tại vì mập quá nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nghe Tuấn nghe. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn chú. Rồi.